Xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh tom Bin tức Quất của mình. Phiên ngày hôm nay thì mình sẽ lên giới thiệu với anh em à, đó là một chiếc Senko GS 2bit 36.000. À chiếc này nó ở trong cái tình trạng à, à, cực kỳ là đẹp luôn. À, chiếc này nó xứng đáng là một à, kỳ quan của dòng Senko GS. À, nguyên bộ công lê của nó cả quá zin cực, cực kỳ đẹp. Đẹp xuất sắc luôn. À, những anh em nào mà chưa đăng ký kênh của mình thì anh em hãy vui lòng ấn vào nút đăng ký màu đỏ và ấn vào nút chuông để có thể nhận được những clip mới nhất từ sản phẩm bên mình. À, thì như trên kênh của mình thì uh, đã giới thiệu rất nhiều chiếc Senko GS61 và GS45. Uh, trên kênh của mình thì cũng có giới thiệu nhiều chiếc Senko GS45 rồi. À, trong đó có cả mấy chiếc Senko GS4522 một lịch như chiếc ngày hôm nay mình đang cầm trên tay đây. đây. Thì uh, như anh em thấy ở trên tay mình nó là một chiếc Senko GS 2 bit 36.000 Một chiếc GS 4522 à, một lịch dáng 8.000 phiên bản thép Nhìn sơ qua về cái vỏ của nó thì anh em có thể thấy cái vỏ của nó những cái đường gem ở hai bên đầu càng này à, Nó chưa hề có xuất hiện sự uh, mòn hay là đánh bóng gì hết Đường gem của nó còn rất là vuông thành sắc cạnh luôn Hai bên đầu càng anh em có thể thấy nó cực kỳ nét Hai bên đầu vát của nó còn sắc kinh khủng luôn, nguyên sớ. Mình sẽ quay một vòng cho anh em thấy có thể cái độ đẹp của nó như thế nào. À, để nói về độ đẹp của chiếc GS4522 này à, thì nó có phần nhỉnh hơn một chút à, so với chiếc GS45 mà lần trước mình đã giao lưu trước à, này thì à, nó ở trong cái tình trạng là đẹp xuất sắc luôn anh em có thể thấy cái bộ kim cọc của nó à, nổi khối bắt sáng rất là đẹp luôn rất là mới à, riêng về cái mặt đeo của nó thì nó là mặt đeo trắng chảy tia từ tâm không hề xuất hiện một à, điểm trừ nào luôn phải nói là à, những chiếc gs mà mình đã từng à, trên tay à, từng à, giao lưu thì à, có chiếc GS 45 20 à, mặt đeo phay xước uh, chéo mà mình uh, vẫn gọi là dòng đeo mưa sao băng đấy. Trước uh, đó thì với chiếc này và một chiếc 6145 uh, trục tung hoành và một chiếc GS 45 cặp gôn. Uh, đấy là những chiếc mà mình đã giao lưu ở gần đây là những chiếc mà mình cảm thấy nó là những chiếc đẹp xuất sắc. À, mình thì vẫn uh, thiên hướng về dòng Senko và nhất là dòng uh, GS và KS uh, Vẫn miệt mài săn tìm uh, những chiếc mà nó thật là đẹp, uh, thật là xuất sắc uh, Để cả về uh, diện mạo, lẫn cả bộ máy uh, để về phục vụ uh, tới những anh em chơi uh, đam mê và sưu tầm uh, Thì chiếc này thì anh em có thể thấy là cái mặt dial uh, của nó không có kim cọc, không có điểm gì chê hết uh, Một ô lịch ngày ở vị trí góc 3 giờ Lịch của nó là lịch xe nhanh. Thật ra cái chiếc 4522 này là nó về cũng được hơn một tuần rồi. Nhưng mà mình vẫn muốn để để đeo chơi trải nghiệm một thời gian. Cho nên là hôm nay là mình mới mang lên để giao lưu cùng với anh em. Về mặt sau của nó thì anh em có thể thấy là cái logo medal của nó. Logo vàng. Senko và dòng chữ logo GS hoa thị của Dainisa à, Vàng nguyên cát luôn Medal đồ của nó còn cực kỳ đẹp luôn à, anh em có thể thấy hơn là cái dòng uh, chữ xung quanh uh, cái medal đồ vàng này à, dòng chữ Stanley à, phía bên trên là hàng số 4522 dáng 8000 cái chữ nghĩa của nó là còn uh, nguyên cát luôn anh em nhé còn rất là trắng luôn chữ nghĩa nguyên cát Chiếc này được sản xuất vào tháng 2 năm 1970, à, chiếc thứ 763. Núm zin của nó rất là đẹp luôn. Răng núm còn rất là đẹp. Chưa hề mòn gì hết. À, những chiếc 45 cơ có tay này thì à, mình đã giới thiệu rất là nhiều rồi. À, đỉnh cao của Senko nó vẫn là những chiếc cơ có tay. À, điển hình như là những dòng uh, GS4522 có tay như thế này Và những chiếc uh, KS45 Cũng là những chiếc uh, 2 bit 36.000 à, Bộ máy của những chiếc KS45 thì nó cũng giống như trên những chiếc GS này thôi Nó chỉ uh, nó gần như là nó giống y chang nhau Nó chỉ khác một chút về cái độ tinh chỉnh à, Và cái uh, logo GS và KS À, đỉnh cao của dòng cô này nó là những chiếc Senco GS VFA. À, không phải là những chiếc cô VFA 61 mà nó là những chiếc GS VFA 45. À, những chiếc VFA 45 có tay thì cái độ chính xác của nó và độ ổn định nó còn cao hơn cả những chiếc VFA 61. À, những chiếc Senko GS dáng tám này thì à, nó luôn mang à, trên mình một cái à, à, bộ áo à, làm những cái bộ áo và đi cùng với lại những thiết kế kinh điển của ông Taro Tanaka. Cái thiết kế này thì của Senko à, nó rất là bảo thủ, à, nó đi theo cái hướng thiết kế này từ à, những năm à, 60 mươi. À, cho đến tận thời bây giờ à, áp dụng thiết kế ở trên cả những chiếc à, Grand Senko à, đời mới à, những cái thiết kế như thế này thì ở mọi góc nhìn nghiêng góc nào thì nó cũng đều bắt sáng rất là tốt cái chất thép zin của nó nhìn à, bao giờ cũng à, thích mắt hơn là những chiếc à, mà à, vỏ thép mà nó đã đã qua spa đánh bóng À, trước này thì cái vỏ của nó còn cực kỳ sắc anh em nhé ở à, hai bên rìa này thì anh mình để gần anh em có thể thấy là những cái vết xước lông mèo của nó còn rất là nhẹ cái mặt phẳng của nó còn cực kỳ đẹp luôn Đấy, những cái vết sức dầm còn rất là ít luôn anh em có thể thấy là hai cái đường uh, gem đường uh, sớ ở hai cái bên đầu càng này nó gần như là uh, nguyên si Chiếc này thì nó zin nguyên bản cả một chiếc khóa GS rất là đẹp như thế này nữa. Gần như là mới tinh chưa qua sử dụng. Hai bên sườn khóa còn nguyên sở. À, hôm nay thì mình cũng có nhập thêm được ba chiếc khóa GS zin à, trong tình trạng cận nốt rất là đẹp và ngày mai ngày kia thì mình sẽ về ba cái khóa gs như như thế này và đi kèm đó là cả bốn chiếc senco à, trong cái tình trạng là cả bốn chiếc đều là dòng gold Planet. à, nhưng mà nó ở trong cái tình trạng là hàng not chưa qua sử dụng chưa lên tay luôn thì à, ngày mai nếu sớm thì ngày mai hoặc là ngày kia về thì mình sẽ lên uh, phiên để giới thiệu đến với anh em À, những chiếc GS45 có tay như thế này thì nó có cái xe mặt là 36,5mm à, Những chiếc có tay thì cái size của nó thì thường nhỏ hơn là những chiếc 61mm 61, à, 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 Máy của con này còn rất là đẹp luôn À chiếc này thì uh, mình giao lưu anh em là nó đi kèm với cả một chiếc khóa GS zin như thế này và có cả một chiếc uh, hộp mà uh, gỗ zin của nó nữa. Anh em nào mà muốn uh, chơi theo chơi và sưu tầm uh, full combo thì uh, anh em hãy liên hệ với mình. À, thì uh, thời gian vừa qua thì ở trên kênh của mình cũng có xuất hiện một uh, bác khách mà chưa giao lưu lần nào. Bác này thì uh, không biết là ngày có làm gì hay không hay là rảnh quá và bác ấy đi uh, xem và comment ở uh, mấy cái clip của mình à, hay so sánh những dòng uh, sangco VinTech so với uh, những dòng thụy sĩ hoặc là những chiếc đồng hồ đời mới bây giờ ấy cái so sánh của bác ấy rất là sập khiến luôn mình cũng không uh, chấp những uh, bác khách như thế làm gì mình cũng uh, hôm qua thì cũng có một bác uh, cũng là khách Nè, cũng có xem uh, giao lưu ở kênh của mình thì cũng thấy bất bình về những cái comment của bác đấy và cũng có uh, comment lại nói với bác đấy nói chung là rất là hay uh, nói chung là khách thì cũng có vị khách này khách kia cho nên là uh, khách hàng thì cũng nói chung là khách hàng cũng đều là thượng đế cả thế nhưng mà với cá nhân mình quan niệm bán hàng của mình thì uh, thượng đế thì nó có rất nhiều uh, các vị thượng đế À, thượng vệ thượng đế nào mà lịch sử à, đáng để à, tôn trọng thì mình sẽ giao lưu à, tư vấn à, hết mình luôn còn những vị thượng đế nào mà những cái giọng mà trịch thượng và không hiểu biết gì mà nói giọng kiểu càn quấy thì những vị khách đó là không à, mình xin phép được từ chối phục vụ À, dòng Senko ấy thì nó không phải là cái dòng uh, nó cũng có những dòng uh, rẻ tiền, dòng bình dân và các dòng uh, cao cấp. À, phía trên dòng Grand Senko này nó còn có dòng uh, cao nhất là dòng Credo, nó là cái dòng cao nhất của Senko, còn Grand Senko này thì nó chỉ xếp ở vị trí thứ hai thôi. À thực ra thì anh em nếu như những anh em nào mà mới chơi hoặc tìm hiểu về uh, dòng Senko hoặc là anh em chơi quen ở dòng Thụy Sĩ rồi mà muốn trải nghiệm sang dòng Senko thì nhất là những dòng GS và KS thì anh em hãy bớt một chút thời gian để tìm hiểu về dòng Senko nói chung KS và GS nói riêng ở trên những trang mạng xã hội hoặc là trên những diễn đàn trên Google nó có rất nhiều thông tin lịch sử về những chiếc Senko GS KS nói riêng và dòng Senko nói chung À, phải tìm hiểu, à, ít nhất là phải biết sơ qua về những cái chiếc đồng hồ Senko mà bản thân mình muốn mua, muốn giao lưu, muốn sưu tầm Thì anh em mới biết được cái giá trị thực sự của những chiếc Senko nó nằm ở đâu à, Dòng Senko này thật ra là nó không phải là dòng à, giải tiền như là ở trong tâm trí người Việt Nam mình Phần lớn vẫn nghĩ là dòng Senko nó là cái dòng giá rẻ, bình dân không đáng chơi như những dòng thụy sĩ Nếu như anh em tìm hiểu thì anh em sẽ biết được cái giá trị và cái độ tinh chỉnh ưu việt siêu việt ở trên những cỗ máy Senko mà Nhật Bản nó đã sản xuất Những chiếc Senko GF vỏ thép có nhiều chiếc nó còn đắt hơn là trên những chiếc Senko vàng đúc 18k À, điển hình như uh, nhiều anh em sưu tầm và bản thân mình cũng đã uh, giao lưu một vài lần à, Những chiếc Senko uh, vàng đúc 18K uh, Hoặc là những chiếc uh, lốt Marvel 18K Hoặc là những chiếc Senko Cloud Spencer 18K Tuy nó là vàng đúc 18K thật Thế nhưng mà giá trị của nó thì có khi còn không bằng uh, những chiếc uh, vỏ thép như thế này cô nó có nhiều cái rất là ngược luôn à, những chiếc vàng trước chắc đã đắt hơn là những chiếc vỏ thép những chiếc vỏ thép đôi khi có nhiều chiếc nó còn đắt hơn và giá trị à, đã sưu tầm hơn là trên những chiếc vỏ vàng lúc à, mới Tuy nhiên là mới gần đây thì mình cũng mới giao lưu với một bác à, sưu tầm à, một chiếc chiếcânko vàng lúc 18k thì uh, trước đó là nó là dòng uh, vàng đúc 18k hoa thị mặt trời uh, cái cỗ máy của những chiếc uh, cái cỗ máy của chiếc Seiko Credaux Spencer 18k đấy nó là tiền thân của dòng uh, GS 3180 uh, dòng GS đầu tiên của Senco uh, nó còn là thế hệ trước của dòng uh, GS 3180 đấy Trước đấy thì nó rất là hiếm Ở Việt Nam này mình dám khẳng định là nó chỉ đếm ở trên không quá 5 đầu ngón tay Mà trong suốt hơn 4 năm mình bán đồng hồ Có giao lưu với rất nhiều vị khách Và cũng có quen biết rất nhiều anh em chơi sưu tầm đồng hồ và cả bán đồng hồ Thì tuyệt nhiên là cũng chưa nhìn thấy xuất hiện chiếc thứ mà Chiếc Senko Cloud, là hoa thị mặt trời Vào lúc 18K như thế À, về cái chiếc 18k đấy thì mình cũng có thấy hai chiếc một chiếc là một chiếc là mình vừa mới giao lưu và một chiếc là nó cũng giống y xì như thế nó chỉ khác một chút ở về cái mặt đai ổ, cái rìa mặt đai ổ, và ở cái hoa thị là hoa thị tam giác và hoa thị mặt trời còn về cơ bản hai chiếc đấy nó cũng rất là giống nhau À, những ngày vừa qua thì à, rất cảm ơn là nhiều anh em ở gần xa đã nhiệt tình ủng hộ à, hàng ở bên mình à, dòng GS và KS à, nói chung à, nói riêng và dòng Senko nói chung thì à, mình thời gian qua mình bán rất là mạnh à, cũng rất cảm ơn anh em đã quan tâm và ủng hộ mình rất là nhiều Uh, chiếc Senko GS 4522 này uh, nó kèm cả khóa zin và uh, một cái hộp uh, gỗ zin nữa uh, nếu như anh em có nhu cầu chơi full combo thì uh, mình uh, hãy liên hệ với mình uh, mình giao lưu với chiếc 4522 này cộng một chiếc khóa zin này uh, giao lưu với anh em với giá là 55 triệu nếu như anh em lấy cả hộp gỗ zin nữa thì cộng thêm uh, 3 triệu nữa là 58 triệu À, nếu như anh em à, tìm hiểu sâu về Senko thì anh em cũng biết là thời gian à, hơn một năm trở lại đây thì cái dòng Senko GS và KS này nó tăng lên với một cái giá rất là thần tốc luôn, tốc biến luôn. Anh em theo dõi thì ở bên Nhật à, để săn được những chiếc đấu giá, win được những chiếc GS nó đẹp như thế này thì giá của nó rất là cao luôn. Anh em đừng vội đánh giá về, nhận xét về cái giá của nó mà anh em hãy tìm hiểu trước khi nhận xét về giá của nó thì anh em hãy tìm hiểu về những chiếc Senko GS như thế này ở thời điểm hiện tại nó như thế nào. Những anh em nào mà người ta chơi sâu hoặc là tìm hiểu sâu nhìn những chiếc đồng hồ như thế này, những chiếc GS như thế này thì anh em đã hoàn toàn hiểu được cái giá trị và những cái giá mà người bán đưa ra nó hoàn toàn là bình thường và chấp nhận được. Đối với những chiếc GS đẹp mà ở thời điểm bây giờ nó săn tìm rất là khó và giá của nó cũng rất là cao. À, mình xin phép được nhắc lại là chiếc này mình giao lưu với anh em à, giao lưu cứng luôn là cả khóa Scoona GS này à, zin à, trong cái tình trạng là mới chưa qua sử dụng. À, với giá là 52 triệu à 55 triệu. Nếu anh em lấy full combo cả một chiếc hộp gỗ zin 36.000 nữa thì cộng thêm 3 triệu nữa cho mình là 58 triệu. À, anh em có nhận xét gì về uh, chiếc uh, GS4522 ngày hôm nay mình giới thiệu với anh em Hãy cho mình xin một comment ở dưới phần bình luận uh, Mỗi một comment và mỗi một lượt uh, thích và một lượt chia sẻ của anh em Đều là những uh, người cố gắng động viên mình uh, để ra những clip và những sản phẩm mới Để nhằm phục vụ đến anh em rất là nhiều Xin cảm ơn anh em uh, Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em ở các clip sau